ơi. Vòng nào à, là cái giá để nó ờ nhà có mấy Hàn lo đéo này thì mua mấy xe về nữa, mấy xe để loa ấy. Hàn đấy, Hàn làm chỗ để ống vắt đấy. Bật điện lên là về Hàn cả cái ống để đi vòi vào. Để làm tí dây điện làm cái áp riêng nữa. Không, cái triệu tư kia nó đơn giản lắm, nhanh gọn. Bây giờ bóp thì nó mới hút điện. Ta làm kia, ông kia mang ra rửa hay không? Máy này con thôi. Con gái lên TV đấy. Kasaki. Đấy, Kasaki đấy. Vù 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 như con rùa đấy. Khỏe phết này. Đây ăn lẩu nó có gì không? Để lộ diện. Chứ chưa cho thấy gì. Không, chứ không mua rau rau sống. Không đi mua bò, sắp bò này. Cái ăn được mà, no này. Giống như thầm bóp ấy, nhưng mà cái quả nó ấy nhờ. Quả bóp bóp ngày xưa ấy. Quả cho là chán ấy. Ờ. Như thế. Quả như cái tim ấy. Nãy tao cải quá đấy không ăn thì thầm bóp, người ta gọi là thầm bóp. Quả quả thầm quất. Để mang để quay tao cải đấy ngọc. Đây tốt, nó tốt. Gà đấy. Triệt gà đi. Hả? Triệt gà đi. Cái tháng thôi. Chặn hôm nay hỏi tiền nhá. Tiền thì bảo tao ứng cho mẹ. Không, lấy 2 triệu để tao chia tao 1 triệu ra tiêu tiêu trước. Ừ, tao đang thích vay trọng cơ. Lấy nhiều tiền đấy. Chó rồi, thắng đạn đó. Thế là tao nhìn kia vào đơn giản ấy. Ôi, cho anh vợ chịu anh bằng ấy, thì cứ đùa. Mọi người thích ghét không? Thế đi tao bảo vay trọng tay 2 triệu. Ui, để nắm vai 2 triệu của Tây. Nó 78 thì phải dẫn chân giúp tiền rồi. Nói với thằng Quý bảo ông với tôi đánh bài với tôi bao nhiêu lần không biết đấy. Thôi được, anh em vô Hán. Ừ, vô vô đi. Bọn này làm Tây ngon. Buồn cười bằng bà tám xuống thì mẹ Hàn thật là mình tám tại với cái đầu buồn thì ấy à đấy đấy nói coi bà cũng chạy nhanh hơn thì nó lấy được tiền mà là được mấy trăm rồi, 400 rồi. Ê, nhắn tin bà lên đuổi là vừa bà thấy hai cuộc gọi ở ấy đang thịt gà đợi vợ về đó. Được mấy trăm. Ngon rồi. Chắc 400. Nhưng chắn bao nhiêu 100 thì mẹ chưa thấy gì đâu. Ăn tiết tay bây giờ. Vay trên đấy mình hỏi. Biết mẹ tiền của tao đấy. Tiền mặt của tao ấy, hỏi tiền bạc đâu. Mặt như thế đâu. Quá kê thế. Nha.
Tao hiện ra bạc nhấn nhấn bạc ra mà có tiền không? Không. Nhấn bạc là buồn bây giờ anh đang nhấn bạc. Đang buồn có nhiều tiền. Bạc trăm nghìn. 200 cơ. Mua cầm 150 thôi, mua lúc lấy 200 được vừa. Không lấy thì mình cũng có cái dùng nhau. Nhấn thì mình cũng buồn. Nhấn to đeo vừa buồn đâu. Nói chung là cũng không thích đeo của người khác. Khác mùi. Cũng phải căng rồi. Vặn vào lỗ rồi. Cái đầu mùa ta thấy cái hết lên nữa, mình đưa vào đấy. Ra đợi nó hết lên thì lại cái nhau nó hết lên. Này, thương cái này ra đây là tính à? Ra gì nữa. Mẹ nó. Đào lên nó mà tụi mắt xong rồi. Phẳng nó được rồi.